mây mù tại các sân bay phía Bắc có thể kéo dài đến ngày 29 Tết. Ngọc Trinh trả giá đắt. Khởi tố thêm 47 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng. Tổng thống Ukraine hết lời khen lô vũ khí xịn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Những ngày qua, tại các sân bay khu vực phía Bắc đang xảy ra hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay. Rất nhiều chuyến bay đã phải chuyển hướng, hạ cánh hoặc bị hoãn, chậm giờ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Hàng không, kiểu thời tiết nồm, ẩm, mưa phùn còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 tháng 2, tức 26 Tết âm lịch. Thậm chí, hình thế thời tiết này còn có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 8 tháng 2, 29 Tết, vào các thời điểm từ đêm đến đầu giờ sáng. Đêm và sáng rất dễ xảy ra hiện tượng sương mù, trần mây thấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động bay. Trước thực trạng đó, Trung tâm Khí tượng Hàng không sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, chủ động trao đổi thông tin, thông báo cho các cơ sở điều hành bay liên quan, kịp thời cập nhật các bản tin dự báo, quan trắc, làm cơ sở cho các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp và tăng cường công tác tư vấn xu thế xuất hiện hoặc diễn biến của các hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay. Từ đó, Trung tâm Quản lý luồng không lưu sẽ đưa ra những giải pháp để điều tiết luồng không lưu trong khu vực, giúp cho hoạt động bay điều hòa, giảm tối thiểu sự chậm trễ, tắc nghẽn cho những sân bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây vừa xảy ra khiến giao thông ùn ứ kéo dài hơn 10 km. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông C08 phải phối hợp các cơ quan chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, đoạn qua địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Theo đó, một ô tô phía trước đã thắng gấp khiến ba xe chạy cùng chiều phía sau không xử lý kịp, tông dồn toa liên tiếp tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 4 ô tô. Vụ tai nạn khiến các phương tiện dính chùm vào nhau, nhiều người trên xe hoảng loạn, vụ việc khiến xe ùn xe kéo dài khoảng 10 km từ địa phận thành phố Hồ Chí Minh tới huyện Long Thành. Liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng của Ngọc Trinh sau khi biểu diễn xiếc trên xe mô tô, tại phiên tòa xét xử, nữ người mẫu cho biết hành vi của mình xuất phát từ những giây phút bột phát, bốc đồng dẫn đến phạm tội. Tại tòa, người mẫu Ngọc Trinh khai, trong lúc học kỹ năng để thi bằng lái xe phân khối lớn, bị cáo có xem được video của một số phụ nữ chạy mô tô biểu diễn các động tác khó, phấn khích thái quá nên Ngọc Trinh muốn thực hiện theo. Ngọc Trinh muốn sống tử tế nhưng lại có tư tưởng sẵn sàng vi phạm pháp luật để làm những điều mình muốn mà không có gì hối hận. Việc cách ly Ngọc Trinh khỏi xã hội hơn 3 tháng vừa qua cũng giúp phòng ngừa, ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc như cứ chạy xe tốc độ cao, lạng lách gây mất trật tự an toàn giao thông vì cùng lắm chỉ bị xử phạt như Ngọc Trinh mà thôi. Xem xét vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm về tội gây rối trật tự công cộng. Đây được coi là một bài học đắt giá cho nữ người mẫu. Chỉ riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày đầu nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã có hơn 900 chuyến bay với xấp xỉ 130.000 lượt khách. Tình trạng chậm chuyến dây chuyền do thời tiết xấu ở miền Bắc khiến nhiều hành khách phải chờ hàng giờ chưa được bay. Anh Vinh, ngụ Hà Nội cho biết vừa đáp xuống sân bay Nội Bài từ thành phố Hồ Chí Minh sau khi chuyến bay bị delay chậm khoảng 3 tiếng so với giờ khởi hành. Hãng thông báo thời tiết xấu ở miền Bắc khiến nhiều chuyến bay bị chậm, ảnh hưởng dây chuyền. Được biết, tình hình chậm chuyến hoặc phải thay đổi lịch khai thác của các hãng hàng không đã diễn ra do thời tiết xấu, sương mù dày đặc ở khu vực miền Bắc như sân bay Nội Bài, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách tăng trong cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, thời tiết xấu khiến nhiều chuyến bay phải đổi lịch khai thác, khởi hành chậm khiến hành khách mệt mỏi. Nhiều người cho biết phải chờ từ 3 đến 6 tiếng đồng hồ ở sân bay Tân Sơn Nhất khi máy bay về muộn hoặc chậm chuyến. Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách chờ ở khu vực ra cửa khởi hành tại nhiều thời điểm tăng cao do tình trạng dồn chuyến bay. Nhân viên các hãng hàng không, các bộ phận tại sân bay được huy động tối đa để giải tỏa hành khách.
Không chỉ sân bay, tình trạng kẹt xe, ùn ứ kéo dài cũng diễn ra trên nhiều tuyến cao tốc như Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Phan Thiết, Vĩnh Hảo, Cam Lâm, Nha Trang, Quốc lộ 1 khu vực qua Khánh Hòa. Một số đoạn trên cao tốc ùn ứ hàng km do va kẹt liên hoàn giữa 2-3 xe con với nhau, nhiều đoạn xe không nhúc nhích, không ít tài xế và người thân phải xuống cao tốc hóng gió. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết đã tiếp nhận và đang tích cực cấp cứu hai trường hợp ngộ độc khí CO là bà LTM, 59 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên và bà HTL, 35 tuổi, con gái bà M, do đốt than sưởi ấm trong phòng lạnh. Trước đó, bà L vừa sinh bé gái được 8 ngày tuổi cùng con gái 2 tuổi và mẹ ngủ trong phòng lạnh kín có đốt than sưởi ấm. Đến 13 giờ ngày 2 tháng 2, hàng xóm không thấy nhà bà M mở cửa nên đến xem. Khi đập cửa vào bên trong thì thấy 4 người đang nằm gọi không tỉnh, trong đó bé gái 2 tuổi đã tử vong. Ngay sau đó, bà M và bà L được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, ngộ độc khí CO, còn bé gái 8 ngày tuổi được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi An Giang cấp cứu. Hiện bà M và bà L vẫn còn hôn mê, đang được khoa hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tích cực điều trị. Hai bệnh nhân đang thở máy oxy liều cao, kết hợp điều trị nâng đỡ tại khoa hồi sức của bệnh viện. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho hay. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 3 tháng 2, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ Dương Văn Thái, sinh năm 2004, trú tại thôn Luông, xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang để điều tra về tội hiếp dâm, cướp tài sản. Trước đó, ngày 30 tháng 1, chị HTT, sinh năm 1991, trú tại xã Bằng Hành, đi dẫn chương trình đám cưới tại xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang. Khi xong việc thì đêm đã khuya, chị T đã nhờ Thái cùng dự đám cưới trở về. Khi đi đến khu vực thôn Tháp, xã Bằng Hành, Thái đã dừng xe và đòi quan hệ với chị L. Khi nạn nhân không đồng ý, Thái đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi đổi bại. Sau đó, Thái cướp xe máy, điện thoại, 1 triệu đồng tiền mặt của nạn nhân rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Quang đã bắt được Dương Văn Thái khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ngày 3 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 47 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị địa phương điều tra triệt phá vào giữa năm 2023. Trước đó, tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra triệt phá đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Qua đó, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, rửa tiền. Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn 2.300% một năm. Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lời bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phát lệnh truy nã bị can Đoàn Văn Toàn, sinh năm 1998, ngụ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, về tội tổ chức đánh bạc. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 4 năm 2023, Toàn tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc trên hệ thống FBS do các đối tượng là người nước ngoài cầm đầu. Toàn đã cùng những người khác sử dụng tài khoản soi cầu tài xỉu để livestream nhằm lôi kéo, kích cầu những người chơi thực hiện hành vi đánh bạc trên trang web FSH Live và ứng dụng FBS. Sau đó, Toàn đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Đến ngày 16 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Toàn về tội tổ chức đánh bạc. Cơ quan điều tra đã phối hợp với các lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Toàn, nhưng bị can này không có mặt tại địa phương. Tượng rồng vàng phun nước ở Bình Dương vừa trình làng đã nhận được cơn mưa lời khen từ nhiều người. Đây là sản phẩm của tập thể giáo viên Trường Trung cấp Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương thực hiện hơn một tháng qua.
ông Lê Quang Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương cho biết, để cho ra sản phẩm linh vật rồng, nhóm thiết kế đã phác thảo mẫu trên máy cũng như trên tượng tròn thu nhỏ. Theo ông Lợi, tạo hình rồng là sự kết hợp của 8 linh vật, bao gồm 8 chi trong phong thủy của thế giới, mang ý nghĩa của sự phát tài, phát lộc và phát triển. Bộ sừng con hươu thể hiện sự sang trọng, quý phái và danh dự. Mắt con thỏ thể hiện sự xuyên thấu trong bóng tối để biết trước những điều xấu đang đến để tránh. Lỗ tai bò thể hiện sự bỏ ngoài tai những điều rèm pha vô ích. Đầu con lạc đà thể hiện sự dẻo dai và bền bỉ. Cổ con rắn thể hiện sự lanh lẹ, uyển chuyển và trôi chảy. Vảy cá chép thể hiện sự sang trọng, thăng hoa, tiến chức. Chân con hổ thể hiện sự mạnh mẽ, hùng dũng và chắc chắn. Móng vuốt đại bàng thể hiện sự nắm chắc cơ hội, không buông rơi thời cơ. Mô hình rồng đặt tại phố đi bộ Bạch Đằng có chiều cao 3,6m, dài 12m, rộng 3m, đặt trên bục hoa cao 1,2m, dài 14m, rộng 5,2m, trưng bày 3 tầng cúc mâm xôi vàng kết hợp với hoa trạng nguyên đỏ. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã hoan nghênh lô hàng gồm 2 hệ thống phòng không mới được chuyển đến mà ông cho rằng có thể bắn hạ bất cứ thứ gì. Trong bài phát biểu trực tuyến, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh ông không thể cung cấp thông tin chi tiết về các hệ thống phòng không mới được giao, nhưng mô tả chúng là đỉnh cao trong việc hoạt động không mệt mỏi ở nhiều cấp độ khác nhau suốt nhiều tháng. Ông nhấn mạnh, đây là những hệ thống có thể bắn hạ bất cứ thứ gì. Chúng tôi sẽ bảo vệ các khu vực, dù các hệ thống này vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ hoàn toàn Ukraine, nhưng chúng tôi đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đó mỗi ngày. Tăng cường phòng không là một trong những ưu tiên chính của Ukraine để bảo vệ các thành phố, thị trấn và cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ông Zelensky trước đây đã khen ngợi hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là rất quan trọng để bảo vệ bầu trời Ukraine và có khả năng bắn hạ tất cả các loại tên lửa của Nga. Tờ Washington Post đưa tin, chính phủ Ukraine đã thông báo với Nhà Trắng rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định sa thải Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny. Theo hai nguồn thạo tin, đây có thể là đợt thay đổi nhân sự có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với Kiev trong xung đột Nga-Ukraine. Giới chức Nhà Trắng không ủng hộ hay phản đối quyết định rủi ro cao này, chỉ nói rằng đó là lựa chọn có chủ quyền của Tổng thống Zelensky, các nguồn tin cho biết thêm. Tổng thống Zelensky vẫn chưa ban hành sắc lệnh chính thức về việc sa thải tướng Zaluzhny và không rõ khi nào điều này xảy ra. Quyết định của Kiev về việc thông báo trước cho Washington phản ánh vai trò của Mỹ với tư cách là quốc gia ủng hộ chính trị và quân sự mạnh mẽ nhất cho Ukraine. Thông báo sớm của Kiev cũng tạo cơ hội cho Nhà Trắng thúc giục Tổng thống Zelensky xét lại quyết định quan trọng. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã quyết định không làm như vậy. Sự ra đi của tướng Zaluzhny, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Ukraine, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ và làm lung lay niềm tin của các nước viện trợ giữa lúc quân đội Ukraine đang phải vật lộn để đối phó với các lực lượng Nga. Tuy nhiên, mọi động thái của Washington nhằm thách thức quyết định nêu trên của Tổng thống Zelensky có thể bị xem là tác động quá mức. Hãng Reuters dẫn thông báo của quân đội Mỹ ngày 2 tháng 2 cho biết, các cuộc tấn công đã nhắm vào hơn 85 mục tiêu trải rộng trên 7 địa điểm, bao gồm trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cơ sở lưu trữ rocket, tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các cơ sở thuộc chuỗi cung ứng hậu cần và đạn dược. Thông báo cho biết thêm, quân đội Mỹ đã sử dụng 125 loại đạn. Trong đợt tấn công, có sự tham gia của máy bay ném bom tầm xa được triển khai từ Mỹ. Đợt tấn công này nhắm vào lực lượng QUIS, lực lượng bán quân sự của IRGC, có tầm ảnh hưởng lớn đối với lực lượng dân quân đồng minh của họ trên khắp Trung Đông, từ Lebanon và Iraq đến Yemen và Syria. Đây được cho là đợt tấn công đầu tiên trong chiến dịch đáp trả nhiều tầng của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với cuộc tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng sau lực lượng được Iran hậu thuẫn thực hiện vào cuối tuần trước. Mặc dù không nhắm vào bất kỳ địa điểm nào bên trong Iran, các cuộc tấn công của Mỹ có thể làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas có nguy cơ lan rộng. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!